như động cơ turbo tăng áp của xe hoạt động cực kỳ mượt mà với 192 mã lực thì thực sự không còn điểm gì để chê mẫu xe này cả. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Car Time và tôi là Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một mẫu xe đến từ Anh Quốc. Đó chính là mẫu xe Mini Cooper Countryman. Và phiên bản bên cạnh tôi đây là phiên bản ăn thêm, một phiên bản chưa thực sự thuần hóa. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chưa thực sự thuần hóa ở đây là gì nhá. Giống như tất cả các mẫu xe Mini Cooper khác, các bạn sẽ thấy ở đây một phần đầu xe rất quen thuộc với thiết kế phần mặt trước là phần mặt ca lăng ở đây với phần mũi ở phía trước này, nhìn rất dễ để nhận diện ra mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc. Ở phía trên chúng ta sẽ có logo ở đây là Mini. Ngoài ra tôi tin rằng có một điểm mà bất kể một ai khi nhìn vào các mẫu xe của Mini nói chung hay là mẫu xe Mini Countryman phiên bản ăn thêm này nói riêng đều sẽ rất ấn tượng, đó chính là hệ thống đèn chiếu sáng phía trước của xe dạng mắt liếc. Và khi mà chúng ta nhìn vào hệ thống đèn chiếu sáng này, chúng ta sẽ thấy một cái sự điệu đà nhất định, nó tạo nên một cái sự tổng hòa kết hợp giữa sự điệu đà kèm theo đó là vẻ cá tính của mẫu xe Mini Cooper Countryman này. Sang đến phần thân xe thì điểm mà thu hút tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đó chính là bộ vành kích thước 18 inch kèm theo đó là thông số lốp là 225/50. Và bộ vành này thì được thiết kế với hai tông màu, đó tông màu đen bóng và kèm theo đó tông màu chrome sáng ở đây, nó tạo một cái sự hòa hợp với thiên nhiên kèm theo đó sự cá tính dành cho mẫu xe này. Ngoài ra cái triết lý ăn thêm chưa thực sự thuần hóa còn được thể hiện qua phần logo ốp ở đây. Các bạn thấy phần logo ốp được làm bằng nhựa, kèm theo đó là dòng chữ ăn thêm, một sự chưa thuần hóa, hòa mình với thiên nhiên. Sang tới phần thân xe, các bạn thấy một cái thiết kế rất cổ điển, quen thuộc ở đây. Một dấu hiệu rất dễ dàng nhận biết của các mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc nói chung và mẫu xe Mini Cooper nói riêng. Và các bạn thấy ở đây phần đèn hậu được làm với cái phần logo dạng giống như kiểu cờ Anh Quốc vậy. Kèm theo đó là phía ở đây chúng ta có phần logo của Mini Cooper. Tôi tin rằng bất kể một ai khi đi ngoài đường nhìn vào phía sau cũng dễ dàng nhận diện ra đây là mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc, đến từ Mini Cooper. Ngoài ra thì có một điểm mà tôi tin rằng bất kể một ai khi nhìn vào mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản ăn thêm này cũng cảm thấy thu hút, đó chính là về phần màu sơn xám Momentum ở đây. Tôi tin rằng các bạn sẽ rất khó để tìm được cái màu sơn xám Momentum này ở ngoài thị trường với tất cả các mẫu xe khác. Và nó chỉ có đây với mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản ăn thêm này thôi. Một màu sơn xám Momentum thực sự rất thu hút bất kể mọi ánh nhìn khi nhìn vào. Bước vào không gian nội thất của mẫu xe Countryman phiên bản ăn thêm này thì tôi tin rằng các bạn sẽ thấy một sự thu hút nhất định. Nó không quá chật chội như các mẫu phiên bản khác của Mini Cooper mà nó vẫn rất rộng rãi, đúng chất một mẫu xe crossover. Ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các chi tiết cổ điển mà tôi tin rằng bất kể một ai cũng kiểu cảm thấy rất là thu hút ngay từ đầu tiên nhìn vào. Đó chính là phần màn hình ở đây được thiết kế dạng vòng tròn. Mặc dù đây là phần màn hình rất cổ điển, tuy nhiên nó vẫn có một cái sự hiện đại nhất định khi mà chúng ta có phần màn hình hiển thị đây đâu đấy kích thước khoảng phần 7 inch. Có một điểm mà tôi rất ấn tượng đối với các mẫu xe của Mini Cooper nói chung và mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản ăn thêm này nói riêng, đó là cái phần nút điều khiển ở đây. Chúng ta chỉ việc khởi động lên bằng cách gạt cần nút nhảy. Đó chính là khi động cơ được khởi động. Kèm theo đó là bất kể các tùy chỉnh khác như là chuyển sang chế độ thể thao hay là chế độ tiết kiệm nhiên liệu cũng chỉ thông qua một cần gạt mà thôi. Nó tạo thành ra cho chúng ta một cái điểm nhấn giống như chúng ta đang điều khiển ở trên một chiếc máy bay vậy. Ở phía dưới này chúng ta sẽ còn cần số quen thuộc của các mẫu xe Mini Cooper, kèm theo đó là các phần nút tùy chỉnh ở phía dưới này. Về phần màn hình ở đây dành cho trung tâm dành cho người lái, chúng ta sẽ có phần màn hình kích thước đâu đấy cũng khoảng 7 inch thôi, hiển thị các thông tin về cơ bản dành cho người lái. Và đối với tôi là một người yêu công nghệ thì tôi tin rằng là tôi sẽ thích với phần màn hình kích thước to hơn. Tuy nhiên đôi khi cái phần màn hình kích thước to nó sẽ phá đi cái sự cổ điển vốn có mẫu xe đến từ thương hiệu Anh Quốc này. Về phần ghế thì chúng ta sẽ có một thiết kế ghế khá là êm ái kèm theo đó màu xanh rất hòa mình với thiên nhiên. Đúng theo triết lý của mẫu xe này, đó chưa ăn thêm, chưa thực sự thuần hóa, nó thực sự rất hòa với thiên nhiên. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị hệ thống loa giải trí là Harman Kardon. Và chút nữa thôi thì tôi sẽ thử bật nhạc kèm theo đó trải nghiệm thực tế khi mà tôi di chuyển trên đường để xem là mẫu xe này với khối động cơ của nó có làm cho những người lái như chúng ta cảm thấy thỏa mãn hay không nhá. Mặc dù sự cổ điển đã trở thành một cái ADN không thể thiếu của các mẫu xe đến từ thương hiệu Mini Cooper, tuy nhiên có một điểm mà tôi chưa thực sự hài lòng với mẫu xe này lắm, đó chính là về phần cổng sạc ở đây. Ở năm 2024 rồi, việc trang bị một cái cổng sạc USB dạng cổng A, sạc A này thì thực sự nó chưa phù hợp với thời điểm hiện nay. Nếu như cổng sạc này được trang bị là cổng sạc Type-C thì nó sẽ dễ dàng để các bạn có thể kết nối các thiết bị hơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem động cơ 2.0L Twin Power Turbo trên mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản ăn thêm có điểm gì hay nhá. Nhích thôi.
Hiện tại thì tôi lái mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản Anthem. Thì điểm đầu tiên khiến tôi rất thú vị khi mà đi trên đường cao tốc đó chính là khả năng tăng tốc của xe. Nhiều người thì nói rằng là mẫu xe Mini Cooper thì thường là chỉ đi trong phố thôi bởi vì sự nhỏ gọn của nó. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi ra đến đường cao tốc thì điểm đầu tiên tôi ấn tượng đó chính là khả năng tăng tốc rất tốt của nó. Các bạn thấy rằng là việc tôi chỉ cần đạp ga thôi là lưng tôi đã dính vào ghế rồi. Và gần như động cơ turbo tăng áp của xe hoạt động cực kỳ mượt mà với 192 mã lực thì thực sự không còn điểm gì để chê của xe này cả. Điểm thứ hai mà tôi chưa thực sự hài lòng lắm đó chính là ở bộ lốp của xe. Bộ lốp này thì tôi đánh giá là nó hơi mỏng một chút. Vì vậy khi mà chúng ta đi ở những địa điểm mà nó hơi đường xá, nó hơi khó khăn, nhiều gạch đá chẳng hạn, thì đôi khi sẽ khiến một người lái như chúng ta cảm thấy hơi sợ hãi một tí. Và vì vậy thì sau này khi mà các bạn mua xe, các bạn có thể thay thế bộ lốp khác để cho cảm giác đi nó êm và nó chắc chắn hơn. Điểm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ các bạn đó chính là khả năng đi xe trên đường địa hình nó hơi gồ ghề và hơi nhiều đá sỏi một chút. Thông thường thì chúng ta sẽ nghĩ rằng những mẫu xe này sẽ rất khó để vượt qua những cái địa hình mà nó gồ ghề nhiều đá sỏi. Tuy nhiên trong lần trải nghiệm này thì tôi đã liều mang hẳn mẫu xe này lên đỉnh Phượng Hoàng. Và trong cung đường lần này chúng tôi lên thì rất nhiều các đá sỏi đá to. Tuy nhiên mẫu xe này vẫn vượt qua một cách rất dễ dàng. Mặc dù là vượt qua rất dễ dàng nhưng mà trong trường hợp nếu như các bạn phải đi du lịch thôi. Còn không thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn không nên di chuyển những mẫu xe đẹp đẽ như này vào những cung đường như vậy. Do đây là mẫu xe nhỏ nên là khả năng đánh lái của nó rất là tốt. Việc khi mà tôi liên tục vào được các đường cung đường cua chẳng hạn thì gần như xe rất là lanh và gọn. Nó không tạo cảm giác mà bồng bềnh hay là bị văng đuôi xe quá nhiều khi mà cua ở tốc độ cao. Tôi đã thử cua ở tốc độ khoảng tầm từ 60 đến 70 km/h thì hầu như không tạo ra hiện tượng bị văng đuôi hay là bị chớ cua gì cả. Vì vậy đây là một điểm mà tôi dành lời khen cho mẫu xe Mini Cooper phiên bản Countryman này. Điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là về trang bị an toàn ở trên xe. Mặc dù Mini Cooper Countryman là một xe cỡ nhỏ, tuy nhiên thì hãng cũng hào sảng khi trang bị cho chúng ta rất nhiều công nghệ an toàn hiện đại như là hệ thống cảm biến va chạm phía trước, phía sau, kèm theo đó là camera lùi. Và đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ thích di chuyển trên phố thì hãng trang bị thêm một hệ thống nữa, đó chính là hệ thống tự động lùi và điểm đỗ. Và tôi nghĩ rằng tổng hợp tất cả những thứ trên thì khiến cho Mini Cooper Countryman là mẫu xe giúp chúng ta an toàn di chuyển trên cả đường trường, kèm theo đó là cả đường phố cũng cực kỳ đơn giản. Gần như các bạn sẽ không phải lo khi mà phải di chuyển vào những con phố nhỏ hay những con ngõ nhỏ, rất dễ dàng quan sát và để di chuyển qua. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn trải nghiệm của tôi đối với mẫu xe Mini Cooper Countryman phiên bản Anthem. Vậy với mức giá là 2,7 tỷ đồng thì liệu các bạn có lựa chọn mẫu xe này hay không? Hãy nhớ để lại comment bên dưới để cùng chia sẻ với Countryman nhé. Và để sắp tới chúng tôi sẽ mang đến các bạn những video clip khác đánh giá về các mẫu xe khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Bye bye.